Xem tuổi làm nhà năm 2021 cho người tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 được lộc trời cho giàu sang phú quý trọn đời. Xin kính chào quý vị, anh chị và các bạn. Các bạn thân mến, việc chọn tuổi làm nhà, chọn tuổi động thổ, chọn đất hợp tuổi để xây nhà là một việc làm vô cùng quan trọng. Dựa theo quy luật vận động của các vũ trụ mà mỗi năm các thiên tinh bay đến từng phương vị khác nhau, vì vậy trường khí các thiên tinh gây nên ảnh hưởng trực tiếp đến vận đất, vận người từng năm, từng tháng, từng ngày, từng giờ cũng khác nhau. Nắm được quy luật vận động của các thiên tinh và được sự tư vấn tận tình của thầy Gia Cát cùng các thầy phong thủy nổi tiếng nhất Việt Nam trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt, thì theo nguyện vọng của quý khán giả muốn biết năm 2021 xây nhà hướng nào tốt, chọn tuổi nào động thổ thì cát, xây nhà vào năm tháng ngày giờ nào và rất nhiều câu hỏi liên quan đến việc xây nhà trong năm 2021. Phong thủy may mắn đã liên hệ với các thầy phong thủy lão làng trong ngành về việc xây nhà năm 2021, được sự tư vấn tận tình của thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Hôm nay, Phong thủy may mắn tiếp tục ra mắt video hướng dẫn chọn nhà, chọn tuổi làm nhà năm 2021. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Việc đầu tiên trước khi làm nhà, động thổ, cải tạo, xây cất, sửa sang nhà cửa thì gia chủ tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 phải xem mình có phạm tuổi đại kỵ không, đó là tam tai, hoang ốc, kim lâu. Bởi vì phạm vào ba đại kỵ trên, nếu gia chủ mà làm nhà thì sẽ bị hạn tam tai. Nếu gia chủ đang phân vân tuổi 1952 xây nhà vào năm nào và chọn đúng năm trùng với tuổi hạn tam tai thì gia đình sẽ gặp nhiều điều xấu và không may mắn. Vận xui xẻo sẽ đeo bám tất cả mọi người, dễ gặp các biến cố hay là các tai họa không thể lường trước được. Còn hạn kim lâu, nếu gia chủ tuổi Nhâm Thìn mà làm nhà xây cất nhà vào năm kim lâu, quanh năm ốm đau bệnh tật, sức khỏe suy yếu, sinh khí thì giảm sút, ngay cả người thân trong nhà cũng bị lây. Còn về hạn hoang ốc, nếu gia chủ tuổi Nhâm Thìn 1952 mà làm nhà, xây cất nhà cửa vào năm hoàng ốc thì ngôi nhà sẽ không được tốt lành, lạnh lẽo, hoang vắng, giảm sinh khí, dễ bị ma quỷ sống cùng trong nhà. Tuổi Nhâm Thìn 1952 năm 2021 phạm cả kim lâu, vì vậy năm nay tuổi Nhâm Thìn không nên động thổ xây mới. Quý anh chị cần phải liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn về mượn tuổi động thổ, thiết kế bố cục phong thủy nhà ở để được tài lộc và may mắn suốt đời. Tiếp theo thì ta sẽ xét đến vận đất. Theo lưu niên mỗi năm các thiên tinh đáo đến khác nhau nên những ảnh hưởng trực tiếp tới từng hướng nhà và từng tuổi xem xét cụ thể như sau. Tuổi Nhâm Thìn đối với nam mạng sinh năm 1952, mệnh chấn mộc có bốn hướng tốt: đông phục vị, bắc thiên y, đông nam diên niên, nam sinh khí. Bốn hướng xấu đó là tây nam họa hại, tây tuyệt mệnh, đông bắc lục sát và tây bắc là ngũ quỷ. Xét vào hướng đông thì gồm có ba sơn: mão, ất, giáp, 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2021 bị phạm tam sát. Tam sát là một trong những sát tinh lớn của năm nên việc xây mới cần hết sức lưu ý. Bên cạnh đó thì những nhà hướng đông bao gồm tọa tân hướng ất, tọa canh hướng giáp bị phạm vào mộ long biến vận sát. Để có thể hóa giải những sát tinh này thì cần liên hệ ngay với thầy phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được lựa chọn thời điểm và bố trí phong thủy phù hợp đối với nhà hướng đông. Tuổi Nhâm Thìn 1952 xây nhà vào hướng đông, thuộc đông tứ mệnh, hợp hướng được phục vị là sao tả bầu thuộc mộc, hướng đông nam, tượng quái là tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc. Đặt cửa dương tại phục vị để có thể hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, còn xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Xét đến hướng bắc gồm ba sơn Nhâm Tý Quý 337,5 đến 22,5 độ. Năm 2021 sao nhị hắc bệnh phù đáo đến, vì vậy việc xây nhà mới hay là sửa chữa cần hết sức lưu ý. Tuổi Nhâm Thìn 1952 xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh, hợp hướng được thiên y, thuộc sao cự môn thổ, hướng đông bắc tượng với là cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh còn khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để có thể được hóa giải. Ngoài ra thì cần sử dụng pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có cuộc sống thịnh vượng hơn.
Xét về hướng Đông Nam thì gồm có ba Sơn Thìn, Tốn Tị từ 112,5 đến 157,5 độ, năm Tân Sửu, Phạm và Ngũ Hoàng Đại Sát là sát tinh lớn nhất của năm, vì vậy không nên động thổ xây mới. Hơn nữa, nhà tọa tuất hướng Thìn bị Phạm và Mộ Long biến vận sát nên càng hung họa. Vậy nên, những nhà hướng Đông Nam năm 2021 không nên xây mới hay sửa chữa. Tuổi Nhâm Thìn 1952 xây nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh nên hợp hướng, được diên niên. Là sao Vũ Cúc thuộc Kim hướng Tây Bắc tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả nên đặt cửa giường về phía diên niên theo tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc là sử dụng phương pháp chấn trạch vượng long phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cát lành hơn. Trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt, ta cần phải có pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp gia chủ có được may mắn và tài lộc. Hướng Nam gồm ba Sơn Bính Ngọ Đinh 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2021 sao Nhất Bạch Đáo đến, Nhất Bạch tài tinh là sao tốt nên việc xây mới rất tốt, nhưng cũng cần phải xét đến các yếu tố khác. Những nhà hướng Nam tọa Tý hướng Ngọ và tọa Quý hướng Đinh năm 2021 bị Phạm vào Mộ Long biến vận sát. Mộ Long theo Hồng Phạm Ngũ Hành đã sát tinh lớn của năm. Những nhà Phạm Mộ Long biến vận khi muốn xây mới vào năm Tân Sửu thì cần phải lựa chọn đúng thời điểm và phải được thiết kế đúng kiến trúc phong thủy để có thể hóa giải. Còn nhà tòa Nhâm hướng Bính xây mới năm 2021 rất tốt. Tuổi 1952 Nhâm Thìn Nam Mạng ở hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh hợp hướng, được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Vì sinh khí tưởng là sao Tham Lang thuộc Mộc hướng Đông, tượng quái là Chấn, chủ ý nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho cát tường và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa bàn học giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải được. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín làm sẽ được cát lành hơn. Ngoài ra thì với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Tiếp theo đó là hướng Tây Nam gồm ba Sơn Mùi Khôn Thân từ 202,5 đến 247,5 độ, năm Tân Sửu, Thái Tuế Tại Sửu. Những nhà tọa Sửu hướng Mùi không nên xây mới hay là sửa chữa. Hơn nữa thì những nhà tọa Dần hướng Thân, tọa Sửu hướng Mùi phạm Mộ Long biến vận sát nên việc xây mới sẽ không được cát lành gì. Còn những nhà tọa Cấn hướng Khôn thì xây mới được trong năm 2021. Để việc sửa chữa và xây dựng được cát lành thì quý vị hãy tham khảo ý kiến từ chuyên gia phong thủy. Người Nhâm Thìn 1952 ở nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh không hợp hướng, bị phạm vào hòa hại, là sao Lộc Tồn thuộc thổ hướng Tây Nam tượng quái là Khôn, chủ bị tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng, cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp chấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Còn trong trường hợp đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa chấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Nhâm Thìn. Xét đến hướng Tây thì gồm có ba Sơn Canh Dậu Tân 247,5 đến 292,5 độ, năm Tân Sửu. Những nhà tọa giáp hướng Canh bị phạm Mộ Long biến vận sát, vì vậy không nên xây mới hay là sửa chữa bất kể là bạn tuổi gì. Những nhà tọa Mão hướng Dậu, tọa Ất hướng Tân xây mới rất tốt, vậy nên nếu chuẩn bị kinh tế tốt được thì năm nay nên xây. Tuổi Nhâm Thìn 1952 xây nhà hướng Tây thuộc Tây Tứ Mệnh không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc Kim tượng quái là Đoài, chủ về xung đột, nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy tuổi Nhâm Thìn 1952 khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng. Cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát, lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại vị trí các phòng ban hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp chấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Tây rồi thì cần phải có phương pháp chấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa chấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Nhâm Thìn 1952.
xét ra hướng đông bắc gồm Ba Sơn Sửu Cấn Dần 22,5 đến 67,5 độ, năm Tân Sửu bị phạm Thái Tuế và sao Lực Sĩ, hơn nữa bị phạm vào Mộ Long biến vận sát, vì vậy không nên xây mới bất kể là bạn tuổi gì. Tuổi Nhâm Thìn nam mạng xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc Tây tứ mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc Thủy, tương quái Lạc Khảm, chủ về chuyện thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận đi xuống. Vì vậy nếu gia chủ vẫn quyết định ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sau: sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách cục phong thủy, hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp gia chủ tuổi Nhâm Thìn đang ở nhà hướng đông bắc rồi thì cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Nhâm Thìn 1952. Hướng Tây Bắc gồm Ba Sơn Tuất Càn Hợi 292,5 đến 337,5 độ, năm Tân Sửu phạm Mậu Kỷ Đu Thiên Sát. Ngoài ra những nhà tọa Thìn, hướng Tuất, tọa Tốn, hướng Càn phạm vào Mộ Long biến vận sát nên những nhà hướng Tây Bắc không nên xây mới và sửa chữa vào năm 2021. Nếu thực sự cần thiết phải làm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn. Đối với nam mạng Nhâm Thìn, xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tự quái là Ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dậy. Hơn nữa năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi mua ở nơi khác cắt lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Nhâm Thìn đang ở nhà hướng Tây Bắc, cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Nhâm Thìn. Xét sang nữ mạng tuổi Nhâm Thìn 1952, mệnh chấn mộc có 4 hướng tốt, đó là đông phục vị, bắc thiên y, đông nam diên niên, nam sinh khí. 4 hướng xấu là tây nam họa hại, tây tuyệt mệnh, đông bắc lục sát, tây bắc ngũ quỷ. Hướng đông gồm có Ba Sơn Giáp Mão Ất 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2021 bị tam sát. Tam sát là một trong những sát tinh lớn của năm nên việc xây mới cần hết sức lưu ý. Bên cạnh đó, những nhà hướng đông bao gồm tọa Tân hướng Ất, tọa Canh hướng Giáp. Năm 2021 bị phạm vào Mộ Long biến vận sát. Để hóa giải những sát tinh này thì cần liên hệ ngay với thầy phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được lựa chọn thời điểm và bố trí phong thủy phù hợp cho nhà hướng đông. Nếu mạng tuổi Nhâm Thìn 1952 xây nhà và ở hướng đông thuộc đông tứ mệnh hợp hướng, được phục vị là sao Tả Bồ thuộc mộc, hướng đông nam tự quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa dương tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, còn xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Còn xét đến hướng Bắc gồm Ba Sơn Nhâm Tý Quý 337,5 đến 22,5 độ, năm 2021 sao Nhị Hắc bệnh phù đào đến. Vì vậy, việc xây mới hay sửa chữa cần hết sức lưu ý. Nữ mạng tuổi Nhâm Thìn 1952 xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh hợp hướng thiên y, thuộc sao Cự Môn Thổ hướng đông bắc tự quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh còn có nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần sử dụng phương pháp phong thủy gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có cuộc sống thịnh vượng hơn. Còn xét về hướng đông nam gồm có Ba Sơn Thìn Tốn Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ, năm Tân Sửu phạm vào ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm, vì vậy không nên động thổ xây mới. Hơn nữa nhà tọa Tuất hướng Thìn bị phạm vào Mộ Long biến vận sát nên càng hung họa. Vậy nên những nhà hướng đông nam năm 2021 không nên xây mới hay là sửa chữa. Nếu bạn tuổi Nhâm Thìn 1952 xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh nên hợp hướng được diên niên là sao Vũ Khúc thuộc kim, hướng tây bắc tương quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc.
Nếu thấy khó khăn kết hôn, khó khăn vất vả nên đặt cửa giường về phía diên niên theo tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cát lành hơn. Trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt, ta cần phải có pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp gia chủ có được may mắn và tài lộc hơn. Hướng Nam gồm có ba sơn Bính Ngọ Đinh 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2021, sao Nhất Bạch Đáo đến, Nhất Bạch Tài Tinh là sao tốt nên việc xây mới rất tốt, nhưng cũng cần phải xét đến các yếu tố khác. Những nhà hướng Nam tọa Tý, hướng Ngọ và tọa Quý hướng Đinh bị phạm vào Mộ Long biến vận sát. Mộ Long theo Hồng Phạm ngũ hành là sát tinh lớn của năm. Những nhà phạm Mộ Long biến vận khi muốn xây mới vào năm Tân Sửu cần phải lựa chọn đúng thời điểm và phải được thiết kế đúng kiến trúc phong thủy để có thể hóa giải. Còn nhà tọa Nhâm hướng Bính xây mới vào năm 2021 rất là tốt. Tuổi 1952 Nhâm Thìn nữ mạng bảo hướng này thuộc đông tướng mệnh hợp hướng, được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Vì sinh khí tưởng là sao tham lang thuộc mộc, hướng đông tục với là chấn, chủ về nhân ái tài lộc, thăng quan lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Nếu học công vào khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa bàn học giường ngủ tại sinh khí sẽ có thể hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy thì cần phải có sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín làm được sẽ cát lành hơn. Ngoài ra thì với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sinh khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Hướng Tây Nam gồm ba sơn Mùi Khôn Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm Tân Sửu Thái Tuế tại Sửu, những nhà tọa Sửu hướng Mùi không nên xây mới hay là sửa chữa. Hơn nữa, những nhà tọa Dần hướng Thân tọa Sửu hướng Mùi phạm Mộ Long biến vận sát nên việc xây mới sẽ không được cát lành gì. Còn những nhà tọa Cấn hướng Khôn xây mới được trong năm 2021, để việc sửa chữa và xây dựng được cát lành, quý vị hãy tham khảo ý kiến từ chuyên gia phong thủy. Người Nhâm Thìn sinh năm 1952 ở nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm hỏa hại là sao Lộc Tồn thuộc thổ, hướng Tây Nam tưởng quái là Khôn, chủ bị tổn thương cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng, cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Còn trong trường hợp đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952. Xét đến hướng Tây thì gồm ba sơn Canh Dậu Tân 247,5 đến 292,5 độ. Năm Tân Sửu, những nhà tọa giáp hướng Canh bị phạm vào Mộ Long biến vận sát, vì vậy không nên xây mới hay sửa chữa bất kể bạn tuổi gì. Những nhà tọa Mão hướng Dậu, tọa Ất hướng Tân xây mới rất tốt, nên nếu chuẩn bị kinh tế tốt xây được năm nay thì nên xây. Tuổi Nhâm Thìn 1952 xây nhà hướng Tây thuộc Tây tứ mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc Kim tượng quái là Đoài, chủ về xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy tuổi Nhâm Thìn 1952 khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này như nhờ thầy phong thủy giỏi khảo sát, lập hồ sơ thiết kế về phong thủy, thiết kế bố trí lại vị trí các phòng ban hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Tây rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Nhâm Thìn 1952. Hướng Đông Bắc gồm ba sơn Sửu Cấn Dần 22,5 đến 67,5 độ. Năm Tân Sửu bị phạm vào Thái Tuế và sao Lực Sĩ, hơn nữa bị phạm vào Mộ Long biến vận sát, vì vậy không nên xây mới bất kể là bạn tuổi gì. Tuổi Nhâm Thìn nữ mạng xây nhà hướng này phạm vào Lục Sát thuộc Tây tứ mệnh nên không hợp hướng. Lục Sát là sao Văn Khúc thuộc Thủy tượng quái là Khảm, chủ về chuyện thị phi, tâm lý rối loạn, luôn cảm thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận thì đi xuống. Vì vậy nếu gia chủ vẫn quyết định và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sau.
sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách cục phong thủy hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được hóa giải trực tiếp. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Nhâm Thìn đang ở nhà hướng đông bắc rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Nhâm Thìn. Hướng Tây Bắc gồm ba sơn Tuất, Càn, Hợi 292,5 đến 337,5 độ năm Tân Sửu, Phạm Mậu, Kỷ Đô, Thiên Sát. Ngoài ra những nhà tọa Thìn hướng Tuất, tọa Tốn hướng Càn, Phạm Mậu Long biến vận sát nên những nhà hướng Tây Bắc năm 2021 không nên xây mới hay là sửa chữa. Nếu thực sự cần thiết phải làm thì hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn. Với nữ mạng Nhâm Thìn, xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tương quái là Ly, chủ vì nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái thì khó dậy. Hơn nữa vào năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cắt lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Nhâm Thìn đang ở nhà hướng Tây Bắc rồi thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Nhâm Thìn 1952. Quý vị thân mến, năm 2021 Tân Sửu hầu hết các hướng đều phạm vào Mộ Long biến vận sát. Mộ Long biến vận sát là sát khí của Hồng Phạm ngũ hành khi nạp âm của Thái Tuế khắc với nạp âm của Mộ Vận Long tọa của nhà. Điều này qua thực nghiệm cho thấy khi phạm phải sát này thì tai họa liên miên, đặc biệt là thị phi, ảnh hưởng rất lớn đến hòa khí của gia đình, quan vận sự nghiệp thì chắc trở ly hương. Tuổi Tân Sửu nạp âm Thái Tuế là Thổ khắc Mộc, Vận Thủy, Nhâm Thìn nạp âm Thủy, các sơn Giáp, Dần, Thìn, Tốn, Tuất, Khảm, Tân, Thân, Sửu, Quý, Khôn, Canh, Mùi năm 2020 không khai sơn lập hướng. Ngũ hoàng đại sát là sát khí của Trung Cung, là sát khí của Mậu Kỷ đến hướng. Đây là thiên khí sát vận đại hung không thể xâm phạm, không khai sơn lập hướng hay là tu tạo. Nếu phạm phải khí này nặng thì mất người, nhẹ thì ôn tật thị phi liên miên không dứt, dẫn đến tổn tài quan vật, sự nghiệp trắc trở. Năm 2021, Tân Sửu ngũ hoàng đại sát đến phương Đông Nam tuyệt đối không xây mới hay tu tạo sửa chữa. Thái Tuế sát. Thái Tuế là tối đẳng thượng thần, là thần sát thượng đẳng nhất trong năm, bất nghi xâm phạm. Đây cũng chính là vị trí của sao Mộc trong hệ thiên tinh, uy lực mãnh liệt, do đó phạm vào thị phi, quan tai, tật ách, nặng thì ảnh hưởng đến tính mạng. Năm Tân Sửu 2021, Thái Tuế tại phương Đông Bắc chính vị trí Sửu trên là bản, nên không xây mới hay là tu tạo sửa chữa những nhà hướng Đông Bắc bất kể là bạn tuổi gì. Còn tam sát thì gồm có kiếp sát, tai sát, tuế sát năm Tân Sửu 2021 lưu vào phương Đông Bắc, Đông, Đông Nam với ba sơn, Dần, Mão, Thìn, chủ tai họa là sát khí của năm cần phải kiêng kỵ xây nhà. Phần tọa phạm những sát này, bởi khi phạm sát sẽ gây họa đến đồng thời cả ba loại sát cùng một lúc, tác hại vô cùng lớn. Vào năm 2021 Tân Sửu, những nhà có sơn Dần, Mão, Thìn không xây mới cũng hạn chế tu tạo phương này tránh tai họa. Còn về Mậu Kỷ Đô Thiên thì là sát từ Trung Cung, khí sát của thiên can Mậu Kỷ, hàng năm con âm không bày về phương Mậu Kỷ tìm mật. Mậu Đô Thiên sát nam mệnh, Kỷ Đô Thiên sát nữ mệnh, đặc biệt kiêng thắng Mậu Kỷ Đô Thiên, tai họa là rất lớn. Năm 2021 Tân Sửu Mậu Đô Thiên tại Tuất, Kỷ Đô Thiên tại Hợi, nhà hướng Thìn Tị tuyệt đối không được xây mới vào tháng Tuất Hợi, đó là tháng 9 và tháng 10 âm lịch. Để việc xây dựng được hanh thông may mắn từ ngàn đời xưa các cổ nhà ta, ngoài sử dụng xem ngày tháng động thổ, còn sử dụng phương pháp trấn trạch chi bảo. Trong phong thủy, trấn trạch chi bảo có ý nghĩa đảm bảo cho căn nhà cơ quan được vững vàng, người sống trong nhà được bình an thịnh vượng. Việc trấn trạch còn có mục đích là giữ nhà, xua đuổi tà ma, chiêu phúc đến cho gia chủ, chặn những điều không tốt vào trong nhà, giúp cho những người trong nhà có được bình an và may mắn thâu thu tài lộc. Ngoài phương pháp trấn trạch chi bảo, thầy Gia Cát cùng các thầy trong hiệp hội phong thủy và tâm linh Việt cũng đã tư vấn thêm cho các gia chủ sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để tăng cát khí trong ngôi nhà. Trong trường hợp gia chủ ở nhà không hợp hướng, bị phạm vào họa hại, ngũ quỷ, lục sát, tuyệt mệnh, ngoài sử dụng phương pháp trấn trạch trên thì gia chủ cần phải treo trước cửa nhà gương bắt quái tinh cầu và dán 5 đồng ma
và dán 5 đồng may hoa trấn trạch phía dưới để có thể hóa giải. Trên đây thì phong thủy may mắn đã hướng dẫn anh chị việc tính toán về việc xây mới và sửa chữa các hướng nhà năm 2021 cũng như là việc hóa giải khi ở trong nhà không hợp hướng. Tổng hợp lại, năm 2021 thì có hai hướng cấm kỵ xây mới hay là sửa chữa, đó là Đông Bắc và Đông Nam. Còn hướng Bắc thì xây đại cát. Các hướng còn lại nếu chọn năm tháng ngày giờ tốt xây mới hay sửa chữa cũng rất cát lành. Việc xây nhà và lựa chọn thời điểm chọn năm tháng ngày giờ động thổ là hết sức quan trọng. Ngoài việc xem xét hướng nhà có xây được hay không thì chúng ta còn phải xem tuổi nào xây thì cát nhất, tuổi nào không xây được. Để được tư vấn chi tiết cụ thể, anh chị hãy gọi điện đến hotline của chương trình. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ anh chị tốt nhất về xem ngày động thổ và tư vấn về bố trí, bố cục, nội thất hợp với phong thủy để có thể hóa giải những hung họa bất ngờ ập tới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ phong thủy may mắn trong suốt thời gian qua. Anh chị hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất về phong thủy, tử vi, tứ trụ bát tự và những kiến thức tâm linh mới nhất giúp cho chúng ta có cuộc sống tốt hơn. Chúc quý vị và các bạn gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống.